là gì, là mẹ của mẹ Mẹ ruột của đang lên anh tôi Dũng. 76 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà có cái gì nè cô ơi, giờ tôi bệnh quá, tôi đâu có nhà cửa, nhà tôi đã cất cái trò nhà lá chặt rồi. Cái nhà này là của con trai Út, nó ở riêng, nó cất nhà riêng lên này. Nó thấy tôi bệnh nó đem tôi thành phố. Nuôi tôi tốn 500-600 triệu tôi mới sống vậy nè, không thôi tôi chết lâu rồi. Dạ. Năm nay là 6 năm rồi, đâu có đi làm đi đâu nổi đâu, đi đây ra đó thôi, tới dở vô, không đi tới xa tới kia được, đi không nổi nữa. Thì con nói gì nghe, bây giờ á, bây giờ vợ bỏ không ai ký tên á, thì mình ruột rà ấy, kêu em hay là người anh gì của anh Dũng đó đi ký tên đi, đặng cho nhà bác sĩ người ta mới vô thuốc được, không người nhà ký tên á là tại vì bệnh nặng á, người ta không có dám mà vô thuốc hiện Nhớ tại. cô thấy nó có ăn uống gì không? Dạ ăn thì cũng chút đỉnh à, chút đỉnh cháo à, bây giờ phải có Trời người ơi, ký tôi nói tên. là đứt ruột cô ơi, con mà Dạ. làm sao mình bỏ được, bây giờ Dạ. già rồi không có đồng Thì bạn nào hết trơn, cái làm sao lo cho con. hay là có ai gì đó, là sẵn con có xe nè, con chở đi lên ký tên một cái đi. Bây giờ cũng biết ai giờ ta tư riêng hết trơn rồi cô ơi, có mình tôi ở đây. Thằng trai Út này nó có tật, nó đâu có cái xương sống này, nó bị tê liệt hồi nhỏ, nó ẹo quá bên nhà. À. Ngày nào đi mần mướn thì có tiền mua gạo ăn, ngày đó không đi bằng thì không có tiền bạc nào hết trơn. Tôi coi cho mà nuôi nó nổi đây. Dạ. Tôi nói hôm đó nó mới bệnh á, hai lần đầu nó đưa về đây, tôi chạy đem lên bệnh viện Trà Vinh đồ, mấy anh mấy em nó tôi mượn mấy nhỏ đưa giùm. Cô coi thằng nhỏ Út này nè, nó có tật nguyền mà nó có tiền bạc gì hết trơn á, nó mới đi vay 60 triệu. Tôi bị gì tôi nói thôi nó không có ở đây thì cho nó vài chục triệu rằng nó sống đi con, nhưng mà thấy hồi thời gian nó còn mạnh á, nó mần được thì mấy anh nó mới kêu tôi thôi đừng có đưa, mẹ đưa. Rồi nó hay có nhậu nữa, vợ thì đi cờ bạc tối ngày, lấy ai mà sống được, đưa chắc hết. Cái tới hồi nó bệnh nôn nè tôi mới đưa 60 triệu đem đi lên làm giấy làm tờ đem thành phố lên chị rể con. Dạ. Vợ nó lấy tiền đi lên tỉnh nuôi, nuôi cách sao mà mới có được hai mấy ngày mà nó điện về nó hết tiền rồi. 60 triệu đưa cho nó lấy hết tiền rồi. Rồi anh em ta cô bác vòng vòng tao nói bệnh nặng ta cho này nọ hết 80 mấy triệu nội dụ ở đây chi á, Dạ. bây giờ anh em ta đâu cho, ta cho lần với hai thôi, cô có cho đâu, ta cũng còn gia đình, ta còn vợ còn con người ta, mà đứa nào cũng nghèo, chỉ có thằng thứ ba nó hơi đỡ đỡ thôi, thì thằng đó cho hơi nhiều một chút. Rồi nó cũng cứu em nó, bây giờ nó đâu có khả năng cũng đi mần mướn mỗi ngày, có người nào ở nhà giờ này là đi mần mướn cho tá trơn, mà mùi nào ở nhà này. Dạ. Rồi ăn rễ thứ năm bên kia kìa, nhà nước cho gạo, em thứ sáu, em gái thứ sáu, em gái thứ năm cho nó gạo tụi nhỏ ăn, mà nó đi mần mướn ngày á có 250 ngàn à con, mà nó cũng mót lại nó để nó cho anh nó, mà con chị dâu nó không có thương, không có thương chồng, mà chồng không lo. Hồi còn mạnh giỏi cô coi nó mần á, nó bấu đầu nó mận có bên vợ nó không mà ông già vợ bà vợ nói với nó Là anh Dũng nè hả? ừ Là hồi là nghe nói mần hồ gì đó phải không? thì nó mận hồ mà nó Dạ. về thì nó mận cái gì cho ông già vợ vậy đó, là Dạ. già nó sển Dạ. đàn ông á, Dạ. Nói chung là ở bên vợ ở không? bên vợ mà ổng không có cho chỗ ở, ổng nó đi mướn nhà trọ nó ở không à cô ơi. Dạ. Rồi tới chừng nó bệnh hung mới đem thành phố, cái vợ nó hốt về hết tiền, nó hết tiền đưa cho 40 mấy triệu hết rồi, cái nhỏ chạy cho hai mấy được 20 mấy triệu nữa đưa lên nữa, rồi mới có hai bữa nó ôm chồng về Càng Long thở ạch ạch với nhà trọ, tao sợ chết trong nhà trọ tao không cho ở, tao đuổi, tao đuổi rồi mấy ôm xuống Trà Vinh bỏ đó nuôi rồi đó, tôi tưởng đâu nuôi tôi cũng không biết nữa. Thì bữa hổm mấy anh nè rồi dòng xóm rồi ở đây tao cho, tao thấy vậy tao cho gửi cho tiền đâu được 1 triệu 2 triệu gì á, mấy mượn nha vợ chồng thứ năm á lên đóng tiền viện phí cho nuôi, thì nói chuyện nó có vợ nó còn ở đó, tao lên nó Là đóng lâu tiền chưa? viện phí Bữa hổm là hồi nào vậy? là cũng 10 mấy 20 ngày nay Dạ chứ rồi. 10 ngày nay là ở trong đó là không có, tại vì chồng con bị côn trùng cắn á, là 10 ngày nay, hôm nay á thì mổ Rồi lấy chồng cái con nọc sao độc rồi ra con rồi. đỡ chưa, Dạ rồi cái cô mổ ở cái đâu lận, dạ ở ngay chợ Trà Vinh á. ở tại chợ luôn Dạ hả? ở gần với bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Trời Thì á là chồng con mổ á, là do vết côn trùng cắn thì mổ ra cái túi độc á, túi nhiễm trùng á, ơi. là hôm nay thì thấy cũng đỡ đỡ rồi. Thì con cũng tính nếu mà nặng quá thì cũng đi Sài Gòn, nhưng mà thấy bác sĩ mổ ra thì thấy cũng êm êm cho nên hiện tại vẫn chưa Bây đi. giờ người ta nói có thuốc mà bệnh nặng Là hay người ta lên. nói chồng con là ở đây còn trị được, nhưng mà cái trường hợp của anh Dũng á là phải đi Sài Gòn.
tao nói vậy đó. Đi thành phố rồi, đi chợ rỉ rồi, dạ. Bây giờ dưới này lo 7-80 triệu, 8 mấy triệu gì, bây giờ hết khả năng rồi. Giờ người ta nói hết khả năng lo á, thì cũng phải có người nhà đi vô ký tên để người ta tiếp tục điều trị ở đó. Chứ bây giờ không ai ký tên rồi làm sao người ta điều trị được. Trời ơi, con nhỏ tôi không biết sao nó ác từ đó chứ. Tôi cưới nó về đây nó chửi. Trời ơi, nó chửi tối ngày, vợ chồng gây lộn rồi chửi tôi tặng. Thì bây giờ á là hôm nay con xuống đây. Con xuống đây nè, ông bắt con gái, ông đợi, ông bắt luôn rể. Bắt con trai tôi dẫn về trển mà giờ để con nhỏ vậy đó. Cô coi cái khổ cho tôi không? Là ở Càng Long là ở xã nào, ấp nào? Ông Thái Sách là ông ở xã Mỹ Cẩm vậy á. Xã Mỹ Cẩm? Ấp 8 gì đó. Ấp 8 xã Mỹ Cẩm hả? Dạ. Là con vợ nó tên con Trang. Dạ. Là nó biết cái sao mà tại sao nó không nói với cô điện giùm con vợ nó giùm. Con hỏi thì nói không có số điện thoại, mất tiêu số điện thoại hết rồi. Rồi nói vợ bỏ rồi, không ai lo. Nói vậy đó. Có vợ đâu ngờ. Hôm mùng 6 nè, mới cái đậu cái nè. Là không biết ai cho tiền bao xe, người ta nói nó giấu nó ở trên Ngàn Long, xuống đây ta thăm nó nè, ta nói vợ nó bao xe đưa về mà đưa đâu tới khúc đó nó bỏ đặng nó rồi xóm riêng ta thấy gì ta trở lại đây nè. Nhà này là nhà của con trai Út chứ không phải nhà tôi. Dạ. Tôi đem tôi về nó nuôi tôi thôi cô ơi. Dạ. Mà về á vợ chồng vậy á cô ơi, mà không có nhà ở, bệnh đau vậy thôi, thay gì nói với người ta một tiếng được, em ơi giờ anh không có chỗ ở nơi ở ha. Cho anh á có ra viện đồ về tá túc với hai em hay sao, em ruột mình cũng còn em dâu, thằng này nó có tật phải có ở nhà, cô thấy nó đi có ở nọ có một bên mà cái sinh sống nó không có này kẹo quẹo vậy, nó ý xìu à, rồi giờ ông mần rồi lấy ai mần ai lo gia đình. Thì bây giờ á rồi con báo cho dì hay, rồi bây giờ con trở lên con lo cho chồng con cái, tại vì nhà con cũng đơn chiếc lắm. Dạ. À, chồng con á thì ở bên Sóc Trăng á cũng đông anh em, nhưng mà ở bên cũng đi qua bên đây là ở bên con nè. Nhưng mà bên mình là mình lo chồng, mình tại lo. Vì hồi đó giờ chồng con ở bên đó, đây con vợ nó động trời không, tôi nói với này đã không có ở bên tôi là mười mấy gần 20 năm nay. Dạ. Là đi theo nó ở trển á, mà bây giờ bệnh vậy á nó bỏ, con coi á đưa tiền thì nó nuôi, không đưa thì không có tiền thì nó bỏ, đương lần phải 20 triệu hai mấy triệu nó mới chịu nuôi, đưa 10 triệu nó không lấy á cô. Rồi á bây giờ con đến đây con báo cho dì biết, rồi dì coi coi có sắp xếp ai đi ký tên gì được không, hoặc là liên hệ bên kia bên bây bên gia đình vợ gì đó. Trời bên vợ gì ta bỏ vậy rồi biết sao giờ. Rồi phải có người nhà, một người thân, rồi ví dụ như mình không có tiền. Khoan để con nói gì nghe, ví dụ mình không có tiền thì con sẽ liên hệ với cái đội thanh niên xung kích Trà Vinh á. Dạ. Người ta sẽ vận động mạnh thường quân xem. Dạ. Coi có ai mà thương tình á thì người ta sẽ hỗ trợ tiền cho mình đi trị tiếp. Dạ. Nhưng mà với điều kiện là phải có người thân. Dạ, rồi ha. Vì có thằng con á kìa mà làm sao đi kêu cô nó biết chắc này nó đi mần mướn biết nó có nhà à không. Thì bây giờ dì kêu từ từ đi rồi chạy lên bệnh viện đa khoa Trà Vinh ha. Rồi cái con để cái con là kênh YouTube Qua Tâm Trà Vinh thì con sẽ để cái số điện thoại lại, khi nào tới đó thì con chỉ cho mà chắc biết mà, tại vì cái khoa coi, khoa thận đi, của bệnh viện đó. Đi, nói, khoa thận với khoa tôi nội tôi kế tôi bên. Sao, dạ, rồi cho con mượn cây viết. Rồi vậy là Qua Tâm chỉ tìm hiểu được nhà của anh Dũng ha. Còn một chút xíu pin thì mình cũng tranh thủ mình ghi để biết như vậy thôi. Rồi hẹn gặp lại cô chú bác anh chị và các bạn ở những live stream cũng như những video kế tiếp.